Chương 2. Vậy, anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, bị người ta lọi ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này, ta đặt tại Si-ôn hòn đá gốc nhà đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà lọi ra bèn trở nên đá gốc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em là ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tức khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột. Ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa, vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn, trong khi bị oan ức, ấy là một ơn lớn. Vả, mình làm điều ác, bị đánh, mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà nín chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu trơn Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng sự đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, là nhờ những lằn đòn của Ngài mà anh em được lằn bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình.